Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách cắt video trên YouTube bằng trình chỉnh sửa video. Đầu tiên chúng ta đăng mở trình duyệt web lên và đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình. Sau đó chúng ta click vào cái ảnh đại diện và chọn YouTube Studio. Tiếp tục chúng ta vào phần video. Sau đó chúng ta click chọn một video cần cắt. Và chúng ta vào phần trình chỉnh sửa. Tiếp tục chúng ta vào phần cắt bỏ. Thì để cắt bỏ một cái video trên YouTube, chúng ta làm như sau. Nếu chúng ta cần cắt bỏ đoạn đầu và đoạn cuối của video thì chúng ta làm như sau. Khi chúng ta chọn cắt bỏ, nó sẽ xuất hiện một cái khung màu xanh bao hết toàn bộ video, và chúng ta muốn cắt đoạn đầu và đoạn cuối, chúng ta chỉ cần đưa trỏ chuột đến cái vạch màu xanh đầu và chúng ta kéo, lít chuột vào và kéo thì nó sẽ đen cái phần kéo, đó là cái phần bỏ. Tương tự ở phần sau này chúng ta cũng click chuột vào và chúng ta kéo. Thì đó, cái phần màu đen này là cái phần bỏ đoạn đầu và đoạn cuối. Sau khi chọn hai phần trước và sau rồi, cắt bỏ hai phần trước và sau rồi, chúng ta click vào xem trước. Và chúng ta chọn vào play. Đây, nó sẽ chạy cái đoạn màu xanh. À, cái đoạn giữa này là cái đoạn không cắt bỏ. Sau đó, chúng ta chọn vào lưu. Nếu chúng ta vừa ý, và chúng ta chọn vào loại bỏ thay đổi nếu chúng ta không vừa ý. Đây, đúng không? Ngoài ra, để cắt bỏ một hoặc nhiều đoạn nhỏ ở giữa video này thì chúng ta thao tác như sau. Chúng ta cũng vào phần cắt bỏ, sau đó chúng ta vào phần tách. Thì lúc bây giờ này sẽ xuất hiện một cái vạch màu xanh ở giữa cái khung màu xanh này, và chúng ta đưa trỏ chuột đến cái vạch màu xanh này, khi xuất hiện mũi tên hai đầu chúng ta kéo. Đây là cái đoạn đầu cần bỏ, đây là cái đoạn sau cần bỏ, mà chúng ta có thể dùng chuột chúng ta kéo rất là dễ dàng. Sau đó chúng ta cũng tiếp tục chọn xem trước. Rồi bây giờ nếu chúng ta muốn cắt một đoạn nữa ở trong cái đoạn giữa nữa trong video này, chúng ta vào phần chỉnh sửa phần cắt và chúng ta chọn tách, nó sẽ tiếp tục xuất hiện một cái màu xanh thứ hai và đưa trỏ chuột vào đây để chúng ta có thể kéo để cắt bỏ cái đoạn thứ hai này. Đây, tùy ý kéo đoạn sau, kéo đoạn trước, và sau đó chúng ta chọn xem trước, chọn vào xem trước và xem. Khi đến cái đoạn màu đen này nó sẽ nhảy qua, tức là nó cắt bỏ rồi. Rất là thú vị. Sau đó nếu thấy vừa ý, chúng ta chọn lưu hai lần để chúng ta lưu thay đổi. Còn nếu mà chúng ta thấy không vừa ý thì chúng ta có thể chọn loại bỏ thay đổi để làm lại từ đầu. Mặt khác, nó còn có cái tính năng tùy chọn. Nếu chúng ta click vào dấu ba chấm này thì nó có tính năng là có thể lưu làm một cái video mới, hoặc là chúng ta có thể khôi phục về bản gốc, vân vân. Mặt khác, trong trình chỉnh sửa video này còn có các tính năng như là thêm nhạc. Đây, tính năng thêm nhạc ở đây. Do đang chỉnh sửa cho nên nó không cho thêm. Thêm nhạc, hoặc là chúng ta có thể tùy chỉnh làm mờ hình ảnh, hoặc là thêm các thành phần khác vào video. Những tính năng này mời quý vị và các bạn tự khám phá. Đây là tính năng video cắt video trực tuyến rất thú vị. Nó giúp chúng ta có thể cắt bỏ những đoạn lỗi hoặc vi phạm bản quyền mà không phải xóa video và up lại. Nó không làm mất lượt view, lượt like và các comment trên video của chúng ta. Tuy nhiên, tùy theo đoạn cắt nhiều hay ít,
mà video có thể mất một thời gian để xử lý trực tuyến, có thể một hoặc vài tiếng đồng hồ để xử lý, nhưng mà chúng ta có thể thoát ra và đóng trình duyệt lại, nó sẽ xử lý trực tuyến rất là hay. Đây là một tính năng rất thú vị mà tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Do đây là làm demo cho nên tôi không lưu, mà tôi chọn loại bỏ thay đổi và đóng trình duyệt lại. Chúc quý vị và các bạn thành công. Trân trọng.